Chúng ta lại làm một video ngắn nữa để chúng ta chia sẻ với nhau những cái tiểu tiết rất nhỏ nhưng mà các bạn mình tin chắc là các bạn cần phải thực hiện được nó để có một bài một tiếng đàn guitar hay và một cái bài nhạc hay. Ok, đó là gì các bạn? Đó là những cái một số cái kỹ thuật mà chúng ta dùng để cái cảm giác tạo tạo cái màu sắc cho cái bài solo của mình. Ví dụ như này đúng không các bạn? Đấy, các bạn. Này đâu. Như này đúng không? Thì mình sẽ đánh. Đó, các bạn thấy chưa? Ví dụ này, bình thường chúng ta đây. Thì mình sẽ đấy. Kỹ thuật này, kỹ thuật hammer on đúng không? Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, sau này. Thì mình kéo nó kéo từ trên xuống, kéo xuống, bấm vào và mình gẩy bên này và giữ đó đó. Đó, các bạn thấy chưa, những cái kỹ thuật mà chúng ta hammer on và slide này nó rất là hay mà nó làm thực ra nó tạo cái màu chất cho cái bài nhạc của mình. Đó. 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 Các bạn chưa? Mình sử dụng rất là nhiều hammer on nhé các bạn nhé. Đó thì những cái kỹ thuật đơn giản thôi. Ví dụ chạy một chỗ khác nhá. Đó thì như này, bình thường chúng ta như này nhưng mà chúng ta hammer on nó ra. Đó đó, nhưng các bạn đã biết kỹ thuật hammer on nó rất là dễ. Bấm này, bấm này và không gảy cái gì nữa, tay này bấm đó, gảy một lần thôi bên này đó, tiếp theo dưới dưới cũng tương tự tiếp đó đó, mình kéo cho này, kéo từ dưới ở trên xuống đó. Kỹ thuật đơn giản đúng không các bạn, nhưng mà các bạn phải làm, phải sử dụng nó và áp dụng nó thì hammer on và slide thôi đúng không, nhưng mà làm thế nào để cho nó hay hơn thì các bạn cần phải tập luyện rất là nhiều. Đó, cần phải tập luyện nhé các bạn, tiếng đàn nó phải nảy lên đó. Và một cái thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì, chúng ta hãy sử dụng cái kể cả nylon và acoustic hoặc là guitar điện thì chắc chắn rồi, chúng ta phải sử dụng những cái kỹ thuật mà rung dây, bend dây, bending này, guitar acoustic nhá các bạn, và bending được nó nghe rất là hay, réo rắc rất hay. Đó, rung này, đó rung rất là hay đúng không? Các bạn phải làm được những cái kỹ thuật này thì nếu muốn tiếng đàn nó hay lên. Thank you.
Đó các bạn thấy chưa, kỹ thuật bending thì dễ đúng không? Thường thông thường thì những cái dây từ dây 3 trở xuống thì người ta hay đẩy lên, có nghĩa là bending theo xu hướng đi lên đó. Còn những từ cái dây 4 trở lên này, người ta hay kéo bending bằng cách kéo đi xuống đó đó đó, người ta kéo đi xuống này đó. Còn những cái dây bé người ta sẽ đẩy lên đó, người ta đẩy, nói chung là ba cái dây bé này chúng ta đẩy đi lên, còn những cái dây trên này chúng ta kéo nó đi xuống, dùng tay kéo xuống. Nhiều bạn là bending là chúng ta dùng một ngón này, các bạn dùng một ngón đẩy này thì sẽ không làm được nữa nha các bạn nhé. Nếu chúng ta muốn đánh cái nốt này thì chúng ta phải cần cái ngón này nó hỗ trợ nó đó, hai ngón đẩy nó khỏe hơn là một ngón đẩy đúng không? Nốt này muốn đẩy đâu đó. Đó thấy chưa, hoặc là chỗ này thì một mình ngón này đẩy đó, nó rất là yếu, cho nên chúng ta sẽ dùng cả ba cái ngón này hỗ trợ luôn đó. Đó các bạn thấy chưa, nó sẽ rất là dễ dàng nếu chúng ta biết. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, nếu chúng ta thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.